1 cộng 1 bằng mấy? 1 cộng 1 bằng 2. 1 cộng 1 bằng 2. Thế 2 thì bằng mấy cộng 1? Thì anh bảo mấy làm sao biết được? 1 cộng 1 bằng 2. Thế thì 1 cộng mấy bằng 2? Một vừa nói xong. 1 cộng mấy bằng 2? Mấy? Nhỉ? 1 cộng 1 bằng 2 thì 1 cộng mấy bằng 2? Cái thằng này, nhìn đây. Anh đâu biết. Anh bảo là 1 cộng 1 bằng 2. Thì 1 cộng mấy thì bằng 2? Một vừa nói xong. 1 cộng 1 bằng 2. Thế bây giờ người ta cho là 2 thì bằng 1 cộng mấy? Thì mồm vừa đọc 1 cộng 1 lại còn bảo không biết. Bằng 3 chắc. Đây, 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 trên bàn đây. Cái gì đây? 1 cộng mấy? 1 bằng mấy? 2. Thế 2 thì con người ta biết ngược lại, 2 bằng 1. 2 bằng 1 cộng mấy? 1 cộng 1, đúng không? Thì điền số mấy vào đây? Điền số 3.